Luffy, tôi cần tính sổ với tên này. Cứ giao hắn cho tôi. Ủa vậy hả? Cũng được thôi. Có thể bình tĩnh như vậy sao? Để ta nhắc ngươi nhớ thợ săn hải tặc Zoro. Một kẻ được treo thưởng 320 triệu như ngươi đã rất thảm hại trong lần chạm trán trước đó giữa chúng ta. Cười lên đi. Hãy cười vô mặt tên này cho ta. Yeah. Zoro đã nói là cứ giao cho cậu ấy.